Xin chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Mazda 6 thì đang vừa ra mắt cách đây khoảng vài hôm. Thì mọi người đã biết rồi, trước đây thì Mazda 6 luôn luôn là một trong những cái dòng xe khá là trẻ trung và cạnh tranh trực tiếp với Camry năm 2020 phiên bản 2.5. Vậy thì Camry tại sao vẫn giữ được vị thế ở phân khúc hạng D? Thì có rất nhiều lý do. Thì mặc dù Mazda đã khá là thay đổi khá nhiều rồi, thì ngày hôm nay thì Quyết sẽ đưa ra bảng giá về chiếc xe Camry phiên bản 2.5 này trong tháng 6 để mọi người có thể nhìn về cạnh tranh trực tiếp với phiên bản Mazda 6. Và cái thứ hai là những cái điểm nổi bật chính ở trên chiếc xe Camry để mọi người có thể có một cách nhìn rõ nhất trước khi mình quyết định là đặt xem là mình sẽ lựa chọn phiên bản nào của Camry, được không ạ? Trước khi clip bắt đầu thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào của đội ngũ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Điều đầu tiên thì Quyết muốn giới thiệu với mọi người đó chính là những cái nổi bật nhất ở trên phần đầu xe này là những cái gì. Camry thì trước đây thì mọi người biết rồi, cái hình thang này nó khá là đơn điệu. Tuy nhiên những cái phiên bản hiện tại, nhất là phiên bản 2020 thì nó đã trẻ trung hơn rất là nhiều rồi, không còn phải như hồi xưa nữa. Nhưng mọi người nghĩ rằng là Camry thì sẽ những người trung tuổi, những người mà hơi già một chút. Nhưng những cái thiết kế bây giờ thì cực kỳ là trẻ trung, nó phù hợp, nó vừa tinh tế và vừa sang trọng. Sang trọng ở đâu? Thứ nhất là toàn bộ phần cụm đèn xe của chiếc xe Camry này đều là cụm đèn full LED mọi người nhé. Full LED tất cả luôn. Full LED từ đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn LED ban ngày, đèn xi nhan, cả đèn gầm cũng là đèn full LED. Điều đấy nó mang đến sự sang trọng. Ngoài ra thì gì ạ? Cụm đèn này nó còn có 3 chế độ. Đó chính là công nghệ tự động đèn bật tắt khi trời tối và khi trời sáng. Thứ công nghệ thứ hai là góc điều chỉnh góc chiếu khi lên cao hay xuống thấp để có thể là tránh ánh mắt, tránh chói mắt người phía đằng trước. Tiếp theo đó chính là công nghệ đèn chờ dẫn đường giúp cho việc mà vào xe một cách an toàn hơn. Đó chính là 3 công nghệ trên chiếc đèn này. Quyết cảm thấy là rất nổi bật ở phần cụm đầu xe. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang phần hông xe để chúng ta cùng khám phá xem là nó còn có những cái công nghệ gì tiếp theo. Đối với Camry năm 2020 thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có một tay nắm cửa mạ chrome với chìa khóa thông minh Smart Key với cảm biến nhiệt sẽ giúp vào xe một cách dễ dàng hơn. Cái thứ hai đó chính là ở phần cụm gương, ở trên gương chiếu hậu này chúng ta sẽ có thêm hai chức năng rất là nổi bật. Thứ nhất là cảnh báo điểm mù và thứ hai là cảnh báo phương tiện khi cắt ngang, khi lùi, là phương tiện RCTA và BSM. Đó là hai cái công nghệ mà rất đặc biệt trên chiếc xe mà chỉ duy nhất trên Camry mà thôi. Ngoài ra thì thiết kế lần này thì ở cái gương chiếu hậu đặt ở phía dưới giúp việc mà quan sát ở đằng sau một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt hơn nữa là khi mà người ngồi ở trong xe giúp cái việc mà người ngồi thoáng mắt hơn 25% góc nhìn cho cái cột A này. Đặc biệt cột A của Camry năm nay thì nó chắc chắn hơn nhưng nó lại nhỏ hơn một chút so với phiên bản lần trước, sẽ giúp việc mà quan sát nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xe xem những điểm nổi bật nào trên chiếc xe này mà Quyết nghĩ là nổi bật. Bước ngay vào xe, chúng ta sẽ nhìn thấy đầu tiên là một chiếc ghế da chỉnh điện 10 hướng, cùng với đó là nhớ 3 vị trí, xin lỗi mọi người là 2 vị trí, chúng ta có set up thoải mái. Lên xuống kính tự động cả 4 cánh cửa và chúng ta có gập gương chiếu hậu tự động mọi người nhé. Nghĩa là ấn khóa cái tự gập luôn, rất đơn giản và rất là nhanh đúng không ạ? Ngoài ra trên vô lăng của trên chiếc xe Camry phiên bản 2.5 này chúng ta sẽ có là đàm vô lăng 3 chấu thể thao bọc da và được mạ bạc với các chức năng điều khiển đoàn thoại rảnh tay. Lên điều chỉnh âm lượng tất nhiên rồi, chúng ta có điều chỉnh màn hình đa thông tin với 7 inch nhé mọi người nhé. Điều màn hình đa thông tin không phải màn hình DVD ạ. Màn hình đa thông tin là những hiển thị các thông số, đặc biệt hơn nữa là màn hình HUD, là màn hình HD ạ. Ngay trên kính hiển thị toàn bộ tốc độ và các thông tin trên xe như dẫn đường này, loa đài hay là các phương tiện như thế nào, số xăng còn bao nhiêu sẽ hiển thị hết trên kính. Khác với Mazda 6 thì Camry sẽ được ẩn chìm dưới này, nên cái việc mà chúng ta quan sát đường một cách cũng dễ dàng hơn rất là nhiều, thay vì Mazda 6 là một cái dải đèn nó ngắn thôi. Ngoài ra thì trên tay phải của vô lăng chúng ta có Cruise Control được tích hợp ngay trên vô lăng, nó cũng là một cái điểm rất là lợi thế. Sang bên tay phải này thì Quyết xin được mời mọi người sang bên đây. Chúng ta sẽ có gì ạ? Thứ nhất là chúng ta sẽ có hộp số 6 cấp và điều chỉnh 3 thông tin, đó chính là Eco, Normal, Sport. Chúng ta có thể điều chỉnh
một cách rất là dễ dàng. Ngoài ra thì chúng ta có hold, auto hold và brake hold nữa để cho chúng ta rảnh chân hơn khi mà chúng ta đỗ đèn xanh, đèn đỏ hoặc là tắc đường. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có thêm gì ạ? Đó chính là cửa sổ trời. Cửa sổ trời được tích hợp ngay ở trên đây. Quyết nghĩ rằng chỉ có phiên bản Camry thôi mới có phiên bản này, phiên bản 2.5 cao cấp nhất nhá. Thực ra thì ở trong những cái thời tiết nắng nóng như thế này thì Dũng rất ít khi ai mở cửa sổ trời ra, nhưng có còn hơn không, đúng không ạ? Đây cũng là một cái thú vị khi mà chúng ta đi đường vào đường quê hoặc là đi biển chẳng hạn, nó cũng rất là hay. Cùng với phương tiện giải trí thì sao? Chúng ta sẽ có điều hòa 3 vùng độc lập cho hành khách, người lái và người ngồi đằng sau. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng khám phá người đằng sau, rất là nhiều cái hay ở đằng sau. Nhưng trước khi đến đằng sau, chúng ta sẽ nói đến cái đầu DVD 9 inch với 14 loa JBL. Mọi người biết rồi, JBL thì là một cái loại loa rất là nổi tiếng và đặc biệt là sử dụng ở trong chiếc xe Camry cao cấp như này. Chúng ta có bass, có cảm giác thì cực kỳ là tuyệt vời. Ngoài ra cái sự cảm giác lái đó thì chúng ta còn phải nói đến đó là hàng ghế ông chủ. Tất nhiên rồi, Camry thì sẽ dành cho những hàng ghế ở phía đằng sau. Sự sang trọng sẽ nằm ở đó. Vậy nó sang trọng ở đâu? Thì trước khi ra hàng ghế sau thì Quyết sẽ cũng bật mí cho mọi người, đó chính là về phần tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe này. Với tiêu hao nhiên liệu hiện tại thì sẽ là 7,5 lít trên 100 km đường kết hợp, 11,2 lít ngoài đô thị và trong đô thị, và ngoài đô thị là 5,4. Tại sao lại con số lại chênh lệch như thế này? Tại vì nó còn có liên quan đến chế độ lái và cái động cơ đua VVT-i cho của chiến sĩ xe Camry. Tiết kiệm, tại sao tiết kiệm? Thì khi mà nó có thể biến thiên được van nạp và van xả, cái việc mở sớm hơn hoặc chậm hơn sẽ giúp cho việc mà Camry sẽ tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu hóa người dùng hơn. Đó là một trong những cái điểm rất hay trên chiếc xe này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe để chúng ta cùng khám phá trong chiếc xe này. Với Camry thì khỏi phải nói rồi, sự rộng rãi là Camry luôn làm được. Ngoài cái sự rộng rãi ra thì hàng ghế ông chủ này chúng ta sẽ có điều chỉnh gì ạ? Đó chính là điều chỉnh về gập ngả lưng ghế. Đây, chiếc xe này mặc dù là rộng rãi rồi nhưng chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được ghế ở đằng sau. Ngoài ra điều chỉnh ghế, chúng ta có thể điều chỉnh rèm ở phía đằng sau nữa. Điều chỉnh rèm, điều chỉnh về nhiệt độ này, chúng ta có cửa gió điều hòa phía sau. Điều chỉnh nhiệt âm thanh ở đằng trước, đằng sau, chúng ta là ông chủ mà, chúng ta sẽ điều chỉnh được toàn bộ tất cả chỉ với cái tựa để tay này thôi. Tất nhiên cửa để tay chúng ta có thể để 2 ly rượu vang hoặc là cốc ở trên đây, rất là thú vị. Ngoài ra thì chúng ta có thêm điều chỉnh rèm cơ ở phía hai bên nữa, giúp cho việc mà chúng ta đi đường tránh việc mà nắng nóng. Đấy là một trong những cái điểm mà rất hay và nổi bật mà Quyết cảm thấy rằng rất xứng đáng trên chiếc xe Camry. Không biết thì mọi người nghĩ sao về chiếc xe Camry này, nhưng Quyết thì theo Quyết nghĩ đây là những cái điểm nổi bật. Và Quyết cũng đã làm một trong những cái video review rất là chi tiết rồi, mọi người có thể xem ở trong video đó. Không biết là mọi người cảm thấy sao về trên chiếc xe Camry và mọi người yêu thích nó như thế nào, điểm nào mọi người cảm thấy hài lòng, hãy để lại comment ở phía bên dưới cho Quyết biết. Và trước khi clip kết thúc thì Quyết muốn chia sẻ mọi người về bảng giá của chiếc xe Camry phiên bản 2.0 với mức giá bán là 1.029.000.000 và phiên bản 2.5 là 1.235.000.000. Quyết sẽ để cái bảng giá ở trên màn hình để cho mọi người có thể tiện quan sát về giá lăn bánh của chiếc xe 2.0 ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và phiên bản 2.5Q với mức giá bán là 1.235.000.000 cũng lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đối với thị trường Hà Nội thì phiên bản 2.5Q này có mức giá bán là 1.235.000.000 và đang khuyến mãi lên tới 25.000.000. Vậy thì lăn bánh ở Hà Nội thì nó chỉ đâu đó vào khoảng 1.390.000.000 mà thôi, chưa đến 1.4 tỷ. Đây là một con số rất là đáng kinh ngạc, đúng không ạ? Và nếu mọi người đang yêu thích hai phiên bản 2.0 và 2.5 thì đừng ngần ngại gọi vào hotline của đội ngũ HVK 0394046064 để được nhận báo giá trên toàn quốc miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Hy vọng rằng những chia sẻ của Quyết và cũng những cái điểm nổi bật của Camry sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho các bạn. Và trước khi clip kết thúc thì đừng quên rằng ấn nút đăng ký kênh của đội ngũ HVK và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào nếu mọi người cảm thấy video hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.